Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin nóng Cà phê 24 giờ, kênh thông tin nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, Đồng Nai tập trung đấu giá 4 khu đất lớn. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Đồng Nai năm 2021, địa phương này dự kiến đấu giá nhiều khu đất nhằm tăng thêm nguồn vốn cho ngân sách để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên có 14 khu đất, thửa đất giá trị trong năm 2021 không thành chuyển sang năm 2022, tiếp tục thực hiện vào 13 khu đất, thửa đất lập mới thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là đối với những khu thửa đất có diện tích lớn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp với thành phố đề nghị thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành hoàn tất thủ tục hồ sơ đưa ra đấu giá 4 khu đất lớn để phát triển thành khu đô thị thông minh, trong đó gồm 2 khu ở xã Lộc An, huyện Bình Sơn, huyện Long Thành, dự kiến xây dựng thành khu đô thị thông minh điểm của quốc gia. 2 khu đất còn lại, một khu nằm trong khu công nghiệp Biên Hòa 1 và một khu nằm tại Cù Lao Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa cho biết, giai đoạn năm 2020-2025, trên địa bàn thành phố Biên Hòa sẽ có rất nhiều dự án hạ tầng, cần nguồn vốn lớn để đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông để từng bước hoàn chỉnh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, bao gồm hạ tầng giao thông của thành phố. Trong đó đáng kể nhất là năm 2022, thành phố Biên Hòa dự kiến sẽ khởi công xây dựng trục đường trung tâm thành phố Biên Hòa với chi phí hơn 3.000 tỷ đồng và đường ven sông Cái với kinh phí gần 4.000 tỷ đồng. Những dự án này sẽ làm thay đổi bộ mặt của thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Biên Hòa trở thành đô thị xứng tầm, đô thị loại 1, ông Nguyễn Hữu Nguyên cho biết thêm. Do đó, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh tập trung đấu giá các khu đất vàng trên địa bàn thành phố Biên Hòa và đấu giá các khu đất lợi thế với những tuyến đường giao thông đã và đang triển khai sẽ tăng thêm nguồn ngân sách lớn và giúp tỉnh thành phố Biên Hòa tăng thêm nguồn đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng trên địa bàn.